Thực sự là với cái dữ liệu không ngại xe cũ thì tôi cũng không hiểu bạn đặt câu hỏi cho tôi làm gì nữa, vì rõ ràng là cái giá trị vận hành của chiếc Honda Civic RS ấy, là nó hoàn toàn vượt trội so với ngay cả Mazda 3 2023, và đặc biệt là vượt trội so với City RS rồi. Tôi biết là bạn đặt câu hỏi này ấy để tìm kiếm sự ủng hộ, để thêm một chút vững tâm khi mà enter game cũ, nhưng mà thực tế mà nói đấy là sự ghi nhận giá trị cũng như là cái góc nhìn của mỗi người trong các sự kiện là nó rất khác nhau, nên không thể nào đồng bộ quan điểm của tôi với bạn được. Ngoài ra thì tôi cũng khá là hoài nghi một chi tiết ở đây, đó là 650 triệu cho chiếc Honda Civic RS mà tận đến 2021. Nếu bạn mà tìm được một chiếc đến 2021 mà thực sự là ngon lành, cẩn thận, chỉ chu, sắc nét thì nó là một món quà rồi. Còn lại thì tôi không nghĩ là có thể mua được với giá này. Cuối cùng thì một quan điểm rất cũ nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lại, đó là mua xe cũ thì đừng có quá quan trọng cái chuyện xem Odo hay là xem Đét làm gì cả. Vì thực ra là cùng một Đét đấy, hoặc là thậm chí Odo bạn thích như nào người ta tua cho bạn như vậy, thì có những xe thì nó nguyên lành, cực kỳ mới mẻ, thơm tho, còn có những chiếc xe đúng kiểu váo víu chập lại. Bởi thế thì thứ vô cùng quan trọng cần phải quan tâm ở đây đó là giá trị cụ thể của chiếc xe chính xác mà bạn sắp mua, chứ không phải là tên xe hay là Đét hay là Odo cả.